Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Jade sẽ làm một cái video để chỉ cho cả nhà gắn cái móng úp treo và vẽ cái design 70s Groovy Baby. Đó là cái neon flower như thế này nè, trên cái nude nail ha. Mà một cái đặc biệt nữa là của cái design này á là nó glow nha cả nhà, bởi vì nó làm được vẽ bằng cái màu của Florence Collection á. Nên nó glow, cho cả nhà coi, nó glow rất là đẹp luôn á. Nha, hôm nay chị sẽ chỉ cả nhà làm cho cái cách gắn móng úp treo và vẽ cái mẫu design Groovy Baby này. Rồi, cả nhà nhớ like và share cái video dùm cho Jay nha. Like và share cái video, like mạnh vô để cho chị có thể có thêm động lực để mà lên live thường xuyên hơn để chỉ cả nhà cách làm cái mọi cái dịch vụ này. Và bây giờ là cái móng này của người khách này á. Đây là chị remove ra nè, nó không có clip gì hết mà cái này là 4 tuần rồi. Chị cắt thôi. Rồi để mà tại chế giũa một chút xíu ngay gần cuticle á, để cho cả nhà thấy là cái móng này là coi như là bằng chứng là last 4 tuần ha cả nhà. Đây là 4 tuần nha, khách này mỗi làm mỗi 4 tuần, không có bị clip, không bị hở gì hết. Đó, chế mài một chút xíu thôi cho cả nhà thấy. Bây giờ trước tiên đó là chế sẽ chỉ cho cả nhà cái cách mình sử dụng cái dragon bead, cái hộp bead này design đặc biệt riêng chỉ dành cho cách làm cái móng úp treo này. Sử dụng một cái bộ này thôi là mình mua 5 cái set này, mình cứ lại xài xong một người khách là mình để một bên để tối mình có thể clean it, disinfect nó xong mình để lại. Mỗi như mình mua chừng 4-5 bộ mà một ngày mình làm cho khách 4-5 con khách thì mình lấy một bộ mới ra vậy mình xài thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Cái đầu này chế sẽ sử dụng cái đầu này đầu tiên bây giờ để remove ha, mình mài xuống 90% cái sản phẩm của hai cái ngón này với cái đầu giũa này đây. Ok, những cái link cho sản phẩm là có trong cái caption hết, có gì á các anh chị em cả nhà vào trong đó mà xem nhé. Đây là cái hộp kit, nếu mà mua cái hộp kit này có đầy đủ những cái sản phẩm này đây, đây ở trong đây. Đó là hôm nay chị sẽ chỉ cho cả nhà làm step by step nha. Bữa nay mình sẽ làm long stiletto nha. Long stiletto là nó sẽ giống như thế này, cái hộp mới cho nên chị không có, chị chỉ để làm show cho cả nhà thấy, còn cái hộp là chị hay sử dụng đây nè. Đó thì chị đã pick ra hai cái ngón đó dành cho hai cái ngón của người khách này rồi đó. Đây rồi, bây giờ mình sẽ mình sẽ mài xuống nha cả nhà, nó like và share cái video giùm Jay nha. Jay cảm ơn rất là nhiều. Ok, bây giờ chuẩn bị làm nha. Jay để ở đây, bây giờ là Jay sử dụng cái đầu giũa này đây, đó là cái trong đó để mình mài xuống. Ok, còn một cái đặc biệt nữa là một lát nữa chế sẽ chỉ cho cả nhà cách gắn. Có nhiều người nói cách gắn á, một tay giữ một tay này nó bị hở, cho nên là chế có thu luôn cho cả nhà thấy luôn cái clamp này đây, cái clamp này ngay đây nè, đó clamp vào trong cái bàn, cái nhà thấy không? Đó mình để ở đây, như mình turn on xong ha, mình để sát xuống cũng được, cái này mình kẹp cái gì cũng được luôn, mình đưa sát xuống bàn ha, mình để ngay đây đó. Khi mình gắn móng xong, hai tay nè mình cầm mình đưa lên sát lên, cái đầu mình gắn vậy mình có thể đè được hai bên thì nó sẽ không có bị hở. Thì cái clamp này nó rất là tiện lợi nha cả nhà, rất là nhẹ luôn. Ok. Rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ dạ mình phải mài móng xuống đây. Mình đẩy xuống lại cho cả nhà xem nha. Rồi cái đầu giũa đầu tiên mình sẽ mở cái máy chạy lên, nó hơi ồn ào chút xíu nha cả nhà. Rồi mình mở máy chạy cho cả nhà thấy nè, zoom vào chút xíu. Đây cả nhà thấy cái đầu giũa này nó chạy rất là ngon luôn. Đó mình chạy nửa chừng cái mình sử dụng cái belly, mình chạy ngay cái phần giữa móng đây cho nó mài xuống cái sản phẩm 90% nha cả nhà. Khi mình mài cái này á, cái loại cái dịch vụ móng úp gel này á, nó là soft gel. Soft gel nó là có nghĩa là semi hard gel, thì nó vừa số cóp như là gel polish mà nó lại có cái độ dẻo như là hard gel, cho nên nó là có thể số cóp được luôn. Mà mài xuống nó rất là mềm, như cả nhà thấy nó mài xuống cái đầu giũa này á, mài xuống cái gel này á là perfect, nó không có bị tưng ngón tay làm đau hoặc là nóng ngón tay của khách. Cho nên là chị chọn ra cái đầu giũa này cho cả nhà để tạo thêm một cái bộ kit cho cái móng treo này đây. Nó như cả nhà thấy rất là mềm luôn, mình không có cần phải pressure gì hết mà nó như là shave butter xuống vậy đó. Đó cả nhà thấy không? Bây giờ mình mài xuống còn 90%, đây là 90% đây nhé. Rồi cái thứ nhất, nên là cái thứ hai mình sử dụng cái đầu giũa kế tiếp, đó là cái đầu giũa này đây, cái cone bit. Ok,
để go around cái cuticle, những cái chỗ lip nào mà around the the U shape này, cuticle area này. Có một chút lip ở đây, đây thì mình có thể sử dụng cái đầu comb bit này nhé. Hello everyone. Cảm ơn chào tất cả nhà nhé. Nhớ cả nhà nhớ share với like cái video này giùm Jay nha. I know there are some English speaker in this live right now. I'm just gonna go over with the process, removal process with you real quick in English, and then I'm gonna go back to the Vietnamese version. So as I am, what I'm doing right now is I'm using this Dragon Bit Kit. That is designed specialized just for this gel extension service, and every time you use one set for one client, so you can buy 4 or 5 set to leave it at your stable. So every client you done, you can grab a new one and use it for your the next client. You save time a lot instead of bringing that tool, you know, the old set to go and cleanse and disinfect and use again another client. You actually save a lot of time. You can cleanse and disinfect everything, all the set at once at the end of the day. Okay, so I'm using at first I use this bit right here to shave down 90% of the products on the nails, and right now, as you can see, I just use the mini cone bit to remove the lifting area around the cuticle area of the old extension. And the next one is I'm going to use the cuticle pusher. Cái đầu kế kế nữa là Jay sẽ sử dụng cái đầu dũa này đây để dũa cái cuticle. Đó. Cái design này rất là tiện lợi, nó không có sự mài rất là nhiều cái móng thật của khách á. Cho nên nó làm nó rất là nhẹ nhàng, đi rất là thoải mái luôn. Đây cho cả nhà thấy nha. Đi around nè, khi mà mình đi around ngón là mình nằm xuống ha. Mình nằm sát xuống vậy nè thì nó không có đâm vào móng, nó sẽ không có tạo một cái lỗ hổng ở trong cái móng. Nó làm cho mỏng móng của khách. Đó, mình mài á, là đa số là cả nhà thấy cái đầu dũa của Jay đó là nó nằm thẳng sát rạc xuống dưới móng luôn đó. Mình chỉ remove cái dead skin thôi chứ mình không phải là mình mài mỏng xuống cái móng của khách nha. Hi Xuân Vũ hả? Cái bộ set Sierra Kit này là hiện giờ đang giá này là đang còn đang on sale 120 đồng một set. Nhưng sau này là vài tháng nữa có thể nó sẽ lên giá nha. Bây giờ hiện giờ đang là 120 đồng một set, và cái bit này á là 85 đồng một set. Ok. Rồi. Đây là cái file mình sử dụng 100 với 180 grit. Cái file này nó không phải là cứng như cái file mà để dùng acrylic, tại vì mình sử dụng đa số trên móng thật và hot gel và soft gel thôi. Cho nên nó là cái phần bên đây á, mịn hơn là 180 grit. Phần bên đây là 100 grit ha. Và bên đây là mình đang dũa cái móng thật thì mình sẽ sử dụng 180 grit nha. Mình nhớ làm cái móng này mình nhớ dũa sát hai bên cái phần smile line đó, cái ở đây của khách vào. Thì khi đó mình gắn nó không có bị lồi ra, nó rất là đẹp. Rồi mình sẽ dũa nha, mình dũa. Sau đó là mình sử dụng cái đầu dũa kế tiếp trong cái kit này đây. Đây là cái đầu này là diamond bit. Diamond bit đó là design để cho sử dụng ở trên móng thật của khách. Rồi mình sẽ sử dụng cái đầu này, mình đi sơ qua. Cái đầu dũa này á được design để mài trên móng thật, vì nó không có lấy đi quá nhiều cái chất sừng ở trên cái móng thật của mình á. Thì cả nhà thấy không, đi sơ qua mà nó không có miếng bụi bay luôn. Nó chỉ prep thôi, chứ nó không có remove cái layers của cái móng. Bởi vì lý do tại sao mà nó được recommended để xài ở trên móng thật ha. Và cái material của nó. Như vậy là xong, như cả nhà thấy mình remove vậy là xong. Là ready để apply cái new application lên. Rất là nhanh chóng. Bây giờ chị sẽ làm lại một lần nữa cho cái ngón này cho cả nhà thấy, để cả nhà nhớ các step nha. Cái thứ nhất là mình sử dụng cái đầu dũa này đây. Nhớ. Cái removal process hay application process mình sử dụng the same e-file bit, cái set đó. Ok, bây giờ mình mài 90% xuống nha cả nhà.
cái này ra để nó không có che cái lỗ lại. Đó, khi mà mình mài á, cả nhà thấy nó kêu như vậy á, tức là cái đầu dũa nó cũng đã sắp, nó sắp mòn rồi. Đó là cái do tại sao mà chế xài cái này hôm nay cho cả nhà thấy. Và cái mà nó không có bị mòn á, thì nó kêu nó sẽ khác hơn. Mình sử dụng cái mới này cho cả nhà xem. Tại vì á, có một số người nói là ô, mình có thể nào mà sử dụng cái higher course được, vẫn được, nhưng mà nếu như higher course á, mình phải giỏi tay nghề lắm thì mình mới sử dụng cái đó. Tại vì khi mình sử dụng á, mình apply cái pressure nhiều quá, nó sẽ đi thẳng xuống với móng tay thật luôn, là không có nên ha cả nhà nhé. Đây có một cái air bubble ngay đây nè. Đó. Rồi sau đó là mình mài xuống 90% ha. Có một cái air bubble này nó lifting ngay ở giữa. Ok, có một số người khách đó, lý do tại sao nó lift là tại bởi vì cái ngón nó đi xuống. Thì dĩ nhiên đa số là như 4 tuần là đi lại là làm lâu quá, thì cái pressure, daily activity pressure nó sẽ tạo ra một cái bubble đó ngay đó. À, cái đó cũng thường thường khách của cả nhà mình làm bột acrylic hay gì mình cũng thấy cái vấn đề đó. Nó chỉ có bubble ngay giữa cái móng này thôi nè. À, bây giờ mình dũa xong bắt đầu là cả nhà có nhớ cái bit kế tiếp á, là mình sử dụng cái bit nào không? Cái kế tiếp á, là mình sẽ sử dụng cái cone bit đây. Đâu rồi? Mình kiếm nha, cái cone bit ngay đây. Ok. Mình sẽ mài những cái phần lifting around the edges. Đó, around mấy cái góc này nè. Mình mài, mình remove những cái lifting. Cái này mình xé ra bởi vì nó lift rồi. Rồi. Ở bên đây chút nữa. Lát nữa mình sẽ chỉ cho cả nhà thấy mình sử dụng cái đầu dũa này á. Mình dũa cái application á, mình dũa sơ qua để mình blend cái tip vô trong cái cuticle area. Nó ngọt như là mía lùi nha cả nhà. Rồi, bây giờ còn chút xíu ở đây phải không? Mình sẽ sử dụng cái này đây. Mình mài nó ra chút xíu nữa. Không, cái đầu dũa này hả, làm dũa treo thì ra rất là nhẹ nhàng như cả nhà cũng thấy rồi đó. Rất là nhẹ nhàng. Và dũa móng thật thì dĩ nhiên nó càng nhẹ nhàng hơn nữa. Đó, rất là nhẹ nhàng như cả nhà thấy. Nó không có lấy đi rất là nhiều cái phần móng. Những cái mà bụi mà cả nhà thấy đó là da chết, đa số là da chết ở trên cái móng tay. Hoặc là cái phần treo nó còn dư lại. Chứ thực sự nếu mà mài ở trên móng thì nó sẽ không có ra. Nó không có ra nhiều bụi. Đó là lý do tại sao cái đầu dũa này nó rất là thần kỳ nha cả nhà. Rồi bây giờ mình thì sử dụng cái đầu dũa kế tiếp là cái gì cả nhà nhớ không? Đây là cái này đây. Đầu dũa cuticle. Nhớ nha. Cả nhà nhớ like, share cái video này dùm Jay nha. À, mình dũa cuticle là mình phải nằm sát, rạc xuống cái móng này nè. Mình đẩy cái cuticle ở trên móng thôi, chứ không phải là mình để thẳng lên, mình thọt vào cái móng tay của người ta đâu nha. Mình để như vậy nè, thì nó sẽ rất là an toàn, nó không có làm đau tay khách. Mà mình có accident, mình dũa mạnh đi nữa, nó cũng lên da, thì nó sẽ không có đau. Còn nếu như mình đưa chỏng lên như thế này, mình đưa vào, mình accident là mình thọt vào trong đây luôn, là ở dưới cái phần này thôi là sẽ chảy máu của tay của khách. Nha, rồi. Bây giờ mình lấy cái file. Mình file lại chút xíu cho cái móng cho nó sạch ha. Bên đây nó còn hở lòi cái chút xíu. Mình mài chút xíu ở đây thôi. Đó. Cho nó ôm vào trong cái phần da nè. Đây nè, còn đây chút xíu nè, các nhà thấy không? Cái lý do tại sao mà chế chữa phần nãy trên đây chút xíu đây là tại vì dưới đây nó có cái phần da mà chế nó mọc dài, nằm mọc cao quá, chế không có dám cắt ngắn quá. Có nếu như mình có gì mình dũa thì mình dũa từ từ đi vô, nhưng mà đừng có lấy cái đồ cắt mình cắt, tại vì phẩm vào da là nó sẽ chảy máu. Rồi mình đã xong hai ngón tay rồi nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sử dụng cái brush nè, mình brush bột nó xuống ha. Rồi sau này bây giờ là mình sẽ gắn móng nha. Rồi cái đầu tiên đó là cái chai dehydrator, là chai số 1. Cái này là 4 step system ha, gel extension nè. Step 1 là dehydrator nha. Bỏ vào.
Cái cỏ nó cũng rất là mềm, khi mà mình đặt xuống nó không có tè ra cả nhà, nó mềm như là nó nhìn mình như là gọi là gì lụa vậy đó. Cho nên nó mình thích xài cái cỏ đó lắm. Mà nó bầu ở trên cái đầu thiếp nữa, khi mà mình vuốt lên trên móng á, nó không có bị dính da. Có nhiều cái cỏ nó thẳng cái đầu trên á, thì mình để vào như vậy thì nó lại bị dính hai bên. Như cả nhà thấy cái cỏ nó bầu bầu nè, thì mình để vào nó không có bị dính vào cái cuticle area, thì nó không có làm cái irritation hay là cái allergic reaction đó cả nhà nhé. Đó, mình để như vậy. Đó, đều hết hai móng ha. Rồi bắt đầu cái thứ hai, cái bước thứ ba đó là mình sử dụng cái, hồi nãy chưa có chị cả nhà, đây là step 2. Mình vừa mới apply cái step 2 lên nè. Rồi bây giờ Jake bỏ cái step 3, brush on gel lên, một lớp nhỏ trên móng tay thật trước nha. Một lớp nhỏ trước. Lớp mỏng thì là mỏng, nhớ là để đừng có dính cuticle, nhưng mà mình vừa sát như vào trong cái phần cuticle nhưng mà không có dính da nha cả nhà. Hai bên hông cũng vậy, mình đừng có làm sót treo ở trên trên móng. Nhưng mình làm hai bên cả nhà thấy không, nó sáng đều hết là bởi vì mình đã bỏ treo vào trong đó rồi. Bây giờ hơ đèn 30 giây đó, trong khi hơ đèn 30 giây thì chế sẽ chỉ cho cả nhà cách làm sao mình prep cái tip nha. Đây là cái gel tip, cái này là 100% là soft gel đó cả nhà. Cho nên cả nhà thấy nè, cái sự khác biệt của soft gel nè nha. Soft gel đây, nó rất là dẻo luôn. Đó, mình apply lên. Bây giờ mình coi cái này bự hơn là cái này là ngón giữa, cái này là ngón ngón trỏ nè. Đó, mình sử dụng cái acetone rất là nhanh gọn lẹ, mình không có cần phải mài. Cái phần làm cái móng này rất là hạn chế cái việc mài dũa. Nếu mà ai mà không có thích bụi nhiều á cả nhà, mình có thể sử dụng cái service này được. Trừ khi mà mình removal thì nó có bụi nhiều thôi, nhưng mà thì removal chắc chắn là phải có bụi. Còn nếu người nào không có muốn mài xuống 90% thì mài xuống cỡ chừng 20% thôi, bắt đầu mình gói acetone lại thì nó hơi lâu chút xíu, cỡ chừng 20-30 phút cho removal, không có nhanh như cái quá trình mình sử dụng cái dũa. Nhưng mà nó cũng tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Mình prep á, đây chỉ cho cả nhà đây, mình sử dụng một chút xíu acetone nha. Đó, đừng có nhiều quá, còn chút xíu lại trên đây nè. Còn chút xíu ở trên cái chai nè cả nhà thấy không? Mình vuốt đi. Chỉ nhẹ nhẹ khô khô thôi chứ không có cần làm quá ướt. Đó, khi cả nhà thấy bỏ lên nó rất là khô. Mình chỉ quét chút xíu để mà break cái seal cái bo nó trong thôi là ok. Đó, chút xíu thôi. Là xong ha cả nhà. Đó, nó hơi đục đục như vậy là ok rồi. Rồi bắt đầu bây giờ mình dẹp cái chai này qua một bên ha. Mình sử dụng cái chai thứ ba nữa. Đấy. À không, không gãy đâu Jay. Cái này á là gel, là soft gel. Gel á là nó nổi tiếng, nó được biết đến là rất là dẻo. Nó dẻo và nó bền theo một cái kiểu khác. Còn bột acrylic hay là dip nó sẽ bền, nó cứng và nó bền theo một cái kiểu khác. Đó, nó chỉ mềm, nó mỏng ở trên phần này, tại vì cái phần móng tay của mình có cái support ở trên đây rồi, mình không có cần dày quá. Nó dày là dày cái phần dưới đây nè cả nhà, cái phần nó dày là dày cái chỗ dưới đây nè cả nhà, thấy cái phần dày đây không? Còn ở trên này nó rất là mỏng luôn đó. Khi mà mình vuốt cái gel vào trong cái phần này á, mình vuốt một lớp mỏng rồi thì mình lại bỏ thêm một chút xíu gel ở đó nữa. Rồi bắt đầu bây giờ cho cả nhà thấy mình sử dụng cái đèn này nha. Đó, bây giờ Jake sẽ zoom in lại thì turn on cái đèn trước nha cả nhà. Turn on cái đèn trước cho cả nhà thấy nha. Cái đèn này á, là mua về là phải bỏ pin vô, 3 cục pin 3 số 3 ha. Rồi bắt đầu bây giờ là mình bóp cho nó ôm ôm vào cái móng. Mình bóp như thế này nè. Mình roll qua roll lại cho nó ôm vào cái móng khi mình gắn vào, nó rất là ôm. Zoom in cho cả nhà xem. Rồi, rất là ôm nha. Bây giờ mở lên nè. Đừng có đưa vô cái đèn right now. Mình để 45 độ như nè, mình đưa vào, mình giữ chặt vào ha. Bây giờ treo nó chạy xuống như đây. Bây giờ mình làm lại, bỏ chút xíu vào ha, vào trong cái phần đầu móng nè, bỏ thêm chút xíu vào. Rồi bắt đầu mình bỏ vào trong đây cuticle, mình ấn mạnh xuống, rất là mạnh xuống nha. Rồi mình sử dụng cái ngón cái này mình đè xuống. Rồi mình coi có nó thẳng chưa, nó chưa thẳng là mình phải chỉnh qua bên nè, chỉnh qua bên đây.
Chỉnh vào bên đây, mình coi tay thẳng chưa. Ok, nhưng mà thẳng rồi á, bắt đầu mình đưa vào đèn ở đây nè. Mình đưa vào đèn thì mình hơ nó hai bên. Rồi đèn nó hết rồi, hết pin ha. Right here. Rồi, mình có cái tay này, mình sử dụng cái cây này nè. Mình kẹp cái đèn thì mình có cái mới có một cái tay này nữa để mình đè hai bên vào cho nó sát vô luôn. Thì nó sẽ không có bị hở. Ừ, mình đè như thế này, mình cứ để 2-3 second mỗi góc, mình làm 4 góc. Đó, mình đè ở bên đây nữa, cả nhà thấy không? Cho nó sát, nó ôm cái móng vào, rất là đẹp luôn. Mình hơ, mình flash kia thôi cả nhà, đây nè. Mình chỉ flash kia nó thôi. Rồi bắt đầu mình, không, cả nhà thấy không? Nó sát rạc như là móng thật của người ta mọc ra vậy. Rồi mình đưa vào trong cái đèn, mình hơ 30 giây nữa. Ha, mình gắn luôn cái móng này, rồi xong mình đưa cái đèn sau. À, làm lại cho cả nhà xem nha. Cái này là mình đã một lớp treo nè, mình bỏ một lớp treo mỏng vào, rồi còn dư một cái miếng treo ở trên cái đầu cái cọ á, mình vuốt ha, mình vuốt cái cọ tùy theo nha, tùy theo bao nhiêu cái móng của họ như thế nào thì mình bỏ nhiêu đó treo. Cái móng này á thì như hồi nãy chị có nói là cái loại cái móng móng tay của người ta, cái này nó hơi cụp xuống chút xíu thì mình sử dụng nhiều treo một chút xíu ha. Rồi đây, bây giờ mình đè xuống 45 độ ha, mình đè sát vào trong cái cuticle người ta nè. Mình sử dụng ngón này mình đè trên cái cuticle area ha. Đó, rồi bắt đầu mình sử dụng, mình đưa vào trong đèn, mình coi nó có thẳng chưa. Nó thẳng rồi, nó chưa thẳng thì mình đẩy qua bên, đẩy qua trái, qua phải. Thẳng xong rồi á, bắt đầu mình đưa vào trong cái đèn. Mình lấy ngón tay này mình đè một bên đây. Mình hơi trước, thấy không? Đè một bên cho nó chắc chắn là nó ôm vào móng nha. Cái móng, những cái dịch vụ này á thì mỗi cái tiệm á nó charge khác nhau, mình không có nói được cho cái giá của cái tiệm, nhưng mà chế có thể nói chung chung sơ sơ cho cả nhà biết, đó là cái giá dịch vụ này ở Nam, miền Nam Cali, nó từ cái tiệm bình dân cho tới tiệm sang trọng, nó trung bình nó khoảng từ dao động từ 45 đồng cho tới 80 đồng một bộ, cộng luôn một màu treo. Và design thì mình chưa tính nha. Đó, rồi đây, những cái ai mà không có lịch sự mà để những cái comment mà rude á thì xin mời đi chỗ khác, tại vì ở đây á là toàn là những người rất là lịch sự và muốn học hỏi nha. Xin mời bạn đi chỗ khác giùm. Chế thường thường không có thích nói những cái vấn đề này đâu, nhưng mà tại vì chế muốn tôn trọng những người đang coi cái video live ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất là nhiều. Ok, there you go. So for the service of this gel extension, I can't tell for anyone, don't quote me on this, but I can tell you that in the Southern California, the cost of this service ranging between $45 to $80, including one gel color. So I'm going to have her put under the LED lamp again for 30 seconds for full to fully cure the nails, okay? Nhớ nha cả nhà, mình hơ đèn xong á là mình chỉ flash kia, mình để cho nó đứng yên thôi. Mình muốn hơ, mình muốn mà nó hơ thật sự đầy đủ là mình phải bỏ thêm một cái đèn lớn nữa, thêm 30 giây nữa nha. Hello everyone, xin chào tất cả cả nhà, người nào mà muốn vào á, xin chào nha. Nhớ like và share cái video này giùm chị nha. Rồi, ok. Và bây giờ chuẩn bị mình vuỗ shape nè. Mình nhấc cái đèn này lên nha, mình vuỗ shape. Đó, cả nhà thấy là nó ôm cái móng rất là đẹp. Bây giờ mình quay trở lại phần đào đây, để mình vuỗ móng này. Đó, mình vuỗ cho nó thành cái stiletto, tại vì khách này họ muốn stiletto, mình vuỗ nó chút xíu. Cái loại shape long stiletto này á, là mình vừa có thể mà mình vuỗ vô thành stiletto mà mình vuỗ thành almond cũng được luôn cả nhà. Nên nhớ sử dụng cái 100 grit để mình vuỗ cái shape nha. Vuỗ xíu cho nó nhọn, tại nhiều người lại thích nhọn. Người nào họ không thích nhọn thì họ là thích almond thì mình vuỗ cái đầu cái này cho nó tròn lại. Còn những người nào thích nhọn thì mình làm cho nó nhọn. Rồi, ok, xong. Bây giờ chỉ cho cả nhà sử dụng cái comb bit nha. Cái comb bit đây.
Đó, chỉ cho cả nhà biết là bây giờ mình sơn lên là cũng được rồi, mình bóp xong mình sơn lên cũng được rồi, nhưng mà có nhiều người á, nhiều khi gắn lần đầu tiên á không có khéo tay, chưa có quen á thì cái gel nó sẽ bị tràn lên đây, thí dụ như vậy đó. Thì mình sử dụng cái đầu dũa Combit này ở trong cái set Dragon Bead đó, rồi mình mài sơ qua nè cho cả nhà thấy nha. Mài sơ qua đây, mài cũng để nó nằm lại xuống cho nó khỏi đâm vào da khách, là như vậy là ok. Mình đi sơ qua, ví dụ như có nhiều nữa thì mình mài cho nó sát rạc xuống luôn, nếu mà dính treo quá nhiều. Nhưng mà đại khái nếu mà có cần dũa là chỉ dũa bao nhiêu đó thôi. Sau đó là sử dụng cái either buffer ha, buffer 180 grit hay là 150 grit cũng được. Còn ai mà có cái sanding band 150 grit á thì mình sử dụng đó, mình buff cho nó đều, nó khỏi mỏi tay. Cái mục đích mà để làm ra những cái đầu dũa sắc như vậy để mình chạy máy á, để mình giúp được cái cánh tay của mình làm việc công việc này được lâu dài cả nhà. Chứ mà mình cứ sử dụng buffer làm cái gì cũng bằng tay manually hết á thì nó rất là ảnh hưởng tới cái vai và cái tay của mình. Ok, xong rồi bắt đầu bây giờ mình sử dụng cái mini brush, mình brush nó xuống ha cho nó sạch bụi. Rồi bắt đầu mình sơn màu lên. Hôm nay chị sẽ sử dụng cái màu rất là đẹp. Cái màu này đây, như cả nhà thấy. Cái màu này đây là của bên Dip and Duo. Ở đây có bột dip với bột với màu gel và cái màu regular polish ở bên Zonal. Có bán ở trên website của Nail Job á, là nó cùng một cái Dip and Duo là ba một cái set bộ ba là đầy đủ giống màu nhau hết nha cả nhà. Chế thích những cái màu nude này lắm cho nên là chế thích là xài đây. Ở ngoài á, nhìn ở ngoài thì nó lợt hơn chút xíu, thì nhìn trong camera thì nó cái màu nó hơi off chút xíu. Ok, bắt đầu mình sơn nha. Mình làm nó sơn cái gắn cái móng húp treo này, mình sơn á, cái cuticle nó rất là ôm móng. Nó ôm cái cuticle nó rất là đẹp luôn. Mình không có cần phải chùi này kia đồ lo là nó sẽ bị lem. Đó, mình sơn nha. Mình sơn, mình đưa sát vào cuticle luôn. Nó tròn sẵn cho mình rồi, cứ sơn thôi. Rồi bắt đầu mình hơ đèn 30 giây ha cả nhà. Cái sơn gel này thì cả nhà professional quá rồi, mình không có cần phải nói nhiều nữa. Đó, bỏ vào trong máy nha. Cả nhà nhớ like và share cái live này giùm chị nha. Đây là cái bộ Florence Collection gồm 12 màu đây. Bán rất là chạy nha cả nhà, sold out hoài luôn. Và cái cọ Gian Liner Brush cũng vậy luôn, cái cọ hai đầu bán sold out. Cọ này thì đang về ha, nên cả nhà ráng đợi. Đây là cái bộ kit Florence đây. Cái này á, là cái cọ baby oval nè, mini oval để mình vẽ mấy cái cánh hoa ở bên Nail Job, cũng có bán luôn, công ty Journal đó. Rồi, đây là 12 cái màu đây. Hôm nay mình sẽ sử dụng 1 2 3 4 4 cái màu này. Đó. Và 4 cái màu spring trong cái collection này, 4 màu spring và 8 cái màu neon. Neon thì nó glow in the dark nè cả nhà thấy không? Cho nên là cái bàn tay của cái cô này nãy giờ đó, bây giờ mình tắt nhìn nó rất là đẹp, cái groovy baby design ha. Khi mà cô này vào trong club bar mà có cái đèn này nó nổi lên liền thì cô ấy sẽ kiếm, sẽ được rất là nhiều bạn trai đó. Cho nên nó là đây cũng là một cái mà cách dụ những cái đứa nào trẻ trẻ vô mà nó thích tuổi này, nó còn thích yêu, nó còn thích kiếm bạn trai cả nhà, thì mình dụ cho nó làm cái mẫu này đó. Sử dụng cái bộ gel này để mà vẽ những cái mẫu design á cho nó nổi lên. Rồi ok, bây giờ mình lấy mấy cái màu này ra nhé. Và mình lấy cái palette ra luôn. Đó, mình để cái nắp ra. Ok. Rồi bắt đầu bây giờ mình vẽ. À chưa, bây giờ mình sơn lớp thứ hai nữa. Ném chút vẽ lên, hồi về khách nó chửi. Đó, mình sơn hai lớp. Cả nhà thấy cái màu này sao? Thấy đẹp không? Do you like this color? Nếu như mà mình có sơ sót, mình nói gì sai cả nhà bỏ qua nha, tại vì mình vừa làm live mà vừa nói chuyện, mình tập trung á, mình hay nói nhảm nhảm sai đề tài, cho nên có gì cả nhà nói giùm.
bỏ vào đây. Rồi sơn nha. Rồi đưa vào trong 30 second nữa. Ok. Alright. Rồi bây giờ mình lấy cái cọ nha. Mình lấy màu để ra sẵn trước. Một màu đây. Rồi lấy cái màu xanh mình làm lá nè. Mình ít cũng không có nhiều. Cái màu này rất là đậm đặc. Rồi đây, thêm một cái màu cam nha. Rồi cái này là chối lá mùa hè. Mùa hè là mình phải làm cho nó nổi bật lên, nó vui vẻ lên. Rồi ok, bắt đầu bây giờ mình làm màu hồng đây. Mình zoom in cho cả nhà xem nha. Mình zoom in như thế này. Đó, mình để đây. Mình lấy cái này đây, mình lấy chút xíu cái cọ oval nè, mini oval. Mình làm, mình vẽ random thôi. Đó, mình quẹt một cái ở đây. Lát nữa chỉ cho cả nhà cách vẽ lá màu xanh nữa. Cái này là mình vẽ cái cánh hoa. Vẽ nè, ba cánh đi, đó. Rồi, mình qua bên đây, mình vẽ ba cánh. Random mình vẽ, mình chọn những cái corner mình vẽ, nó sẽ dễ thương. Nó nhẹ nhàng. Rồi, bắt đầu mình chùi đi. Mình vẽ cái màu kế tiếp. Có thể hơ đèn cũng được, không sao hết. Nhưng mà chế vẽ luôn, tại vì nó không có dính dáng gì với nhau hết trơn. Đó. Đó. Cánh này nó hơi bự bự chút xíu, nó ăn nhiều, nó hơi bự chút. Rồi, bên đây. Bên đây mình vẽ overlap cái này chút xíu. Rồi. Cảm ơn anh chị cả nhà nha. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều đã ủng hộ Chi. Tuần này là Chi nên làm live 2 lần rồi đó. Tại vì có quá nhiều anh chị yêu cầu làm cái móng dịch vụ, móng upgel này đó. Thì Chi cũng bỏ thêm nhiều thời gian đó. Đáng lẽ là làm khách để kiếm tiền. Nhưng mà lên live để mà chỉ cho cả nhà cách sử dụng cái móng này. Rồi mình làm thêm. Gắn thêm cái này vô nữa. Đó, cái cọ này với cái màu treo này nó rất là đậm đặc. Cái loại treo này hả, để mình làm ombre mấy kỳ video trước á, chế chỉ cho cả nhà làm ombre á. Với cái màu này ha, nó rất là dễ luôn, làm trong vòng một nốt nhạc. Nào mình vẽ bên đây. Mình vẽ hai cái ha. Rồi chắc thêm cái màu màu cam ở đây nữa. Nãy mình thiếu cái màu cam. Vẽ cái này hả, mình rất là cảm thấy giống như là nó rất là relax luôn. Cho nên nhiều khi mình rảnh rảnh lấy cọ vẽ hoài. Đó, mình vẽ cái màu xanh ha. Giờ vẽ lá nè, chỉ cho cả nhà thấy gì mình cách vẽ lá nè. Mình angle cái brush ha, mình đè xuống, xong mình nhấc nó lên, đứng lên là nó sẽ nhọn ra. Đó, mình vẽ cái này. Ngày xưa là hay ở bên Việt Nam có hay nếu mà đi học nail nó hay vẽ, dạy vẽ những cái này nè. Cọ bảng á. Mình cũng có thể làm cái đó với một cái cọ oval. Miễn là nó mỏng ở cái phần đầu móng là đầu cọ là ok. Ok. Lá nha. Rồi, vẽ lá thêm nữa nha. Vẽ thêm một miếng lá này nữa. Mình có thể vẽ nó lên, đi lên trên cao chút xíu cũng được. Vẽ nó đi lên tùy theo thôi. Nhưng ngẫu hứng mình vẽ một hai lá ở đây. Rồi ba hai ba lá ở trên kia. Như mình vẽ một lá ở đây cũng được. Rồi, ví dụ như ở bên đây là mình vẽ thêm một lá nữa ha. Rồi, ở bên đây. Qua đây mình vẽ. Đây một lá. Vẽ bên đây một lá nữa. Ok. Rồi, nếu như mà anh chị nào muốn mua mà những sản phẩm nào mà nó sold out trên website đó, thì mình có thể gọi vào công ty cho họ số điện thoại và tên tuổi đó. Khi mà có hàng lại, họ sẽ gọi lại cho cả nhà nha. Không có lo lắng gì hết trơn á. Bên đây là mà mình bên công ty bên đây làm việc tận tình. Mình rất là thích làm cho công ty, bởi vì công ty làm việc nó có tâm, người nào cũng rất là đàng hoàng á cả nhà. Rồi, đây là cái bây giờ mình vẽ đây rồi ha. Bắt đầu bây giờ mình cho hơi đèn chút xíu thôi, tại mình còn đang vẽ. Mình vẽ chút xíu thôi, bắt đầu mình lấy cái màu đen mình chấm chấm vào cái giữa cái nhụy hoa á, cho nó create cái độ tương phản. Mình gọi là contrast á, cái độ tương phản là ok.
cả nhà. Rồi mình hơ hơ chút xíu thôi, mình vẽ xong rồi mình hãy mình hơ đèn nhiều thêm nữa, giống mình chấm một chấm ở đây, một chấm ở đây, giờ nhỏ lớn đó mình chấm như thế này nha. Ở đây mình cho một hai chấm, coi như là cánh nó rụng còn cánh, còn cái này đó mình chấm thêm mấy cái nữa ha. Rồi mình chấm ở bên đây. Cái treo này á nó rất là đậm đặc, cho nên là khi mình vẽ mình chấm như vậy á, nhẹ tay hoặc kiểu như sử dụng cái cọ oval, mini oval brush á, cả nhà tưởng đâu là mình vẽ giỏi nhưng mà thật sự là nhờ cái treo với cái cọ. Cái tay mình thì mình chỉ đặt lên là mình vẽ nhẹ thôi. Đó. Nó dễ thương luôn. Rồi, ok, bỏ vào trong đèn nha. Bây giờ mình đẩy cái này lại để bụi nó khỏi vô. Cọ này là oval brush, không có số. Đâu rồi? Đây. Oval nha, baby oval này. Zonal shop.nailsjobs.com. Type baby oval brush ra là nó sẽ ra cái cọ này. Nhỏ xíu xíu cả nhà, dễ thương không? Cái này mình sử dụng vẽ nào cũng được. Vẽ mấy cái hình lace á, vẽ những cái như là giống như là mình vẽ như thế này nè. Vẽ cái này cũng rất là đẹp luôn. Mình vẽ ở đây ha, mình vẽ nó cong như nè. Rồi xong mình vẽ những cái line nhỏ nhỏ đó ở xung quanh cái cọ liner nè. Đó, mình vẽ như vậy nè. Vẽ thêm những cái liner nữa. Rồi dính. Đó, ví dụ như mình vẽ đại khái là vậy đó, cả nhà biết không? Đó, đại khái là như vậy. Cho nên là nó cái cọ này rất là dễ thương. Rồi bắt đầu bây giờ mình bỏ top coat nha. Rồi. Và top coat lên, cái top coat này là step 4. 4 step system. Step 4 top coat này xài lên cho màu thường hay là French gì cũng được luôn cả nhà. Nó rất là mỏng và nó bám móng. Nó không có dày như những cái top coat khác. Nhưng mà nếu như mà cả nhà làm móng như là móng tay thật của khách đó, thì nên sử dụng những cái top coat dày hơn chút xíu nữa thì nó cái độ bền nó, tại vì cái móng tay thật của khách nhiều khi mình làm trên treo á, lâu ngày người ta làm việc, người ta rửa chén, người ta touch chemical này kia đồ, nó cái treo nó sẽ bị cái độ bền của nó không có còn bền nữa, thì nếu mà làm xài cái top coat dày hơn thì nó sẽ bảo vệ cái treo, còn nếu không là cái treo nó sẽ bị crack. Đó, những cái treo top coat mỏng như vậy nó bám móng. Đó, cả nhà thấy không? Rồi, đưa vào đèn hơi nha. Rồi, cho cả nhà coi lại một lần nữa là cái những cái màu hoa này là nó sẽ nổi nổi ở dưới cái đèn black light. Những cái đèn xanh á, cái blue light này kia đó. Cho cả nhà là nhìn lại lần nữa nha. Đây nè, cái tay đây. Là cái đèn đây ha. Mình bỏ cái đèn hơ nãy vô cho cả nhà thấy là nó sẽ nổi lên như thế này. Rồi nhớ khách xong á, nhớ đừng có quên bỏ cuticle oil cho khách nha. Ok, đó, rất là đẹp luôn cả nhà. Rồi xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu cả nhà muốn mua những cái thứ gì á, nếu như mà công ty không có hoặc là hết hàng á, thì cứ bỏ số điện thoại hoặc là cứ gọi trực tiếp vào trong công ty trong cái giờ làm việc. Thì họ công ty customer service họ làm việc 7 ngày một tuần luôn, nhưng mà during business hour thôi, thì họ sẽ gọi lại cho cả nhà vào ngày hôm sau. Bây giờ cũng khuya rồi thì ngày mai á, họ sẽ gọi lại cho cả nhà. Ở bên Cali thì nó còn sớm, nhưng mà ở bên Florida hoặc là những tiểu bang khác ở bên Midwest hay là East Coast là nó trễ quá rồi. Và cảm ơn anh chị em đã bỏ ra thời gian để mà ngồi coi anh chị làm live. Thì hôm nay hy vọng anh chị học được thêm, học hỏi thêm được nhiều điều thú vị về cái loại móng, cái dịch vụ móng úp treo này nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt cả nhà.